Đấy, cặp loa 4722X đã lên xe để về theo anh Trung về thành phố Hoa Phượng Đỏ các bác nhé. Đấy, em cực kỳ có duyên luôn. Đấy, đấy. Đấy, em chào các anh nha. Đấy, bây giờ là hơn 11 giờ. Đấy, hơi bị đam mê luôn. Giờ các anh cần phải về Hải Phòng. Các bác biết là hơn 100 cây. Mà anh mới ốm dậy. Ok anh. Đấy nhá. Anh ơi, anh ra này. Anh đánh sát cái gương này này. Nên làm điểm ke ở tường, đừng để cho nó cứ sát vào gương, là sau đó là gần đến nơi là anh cụp gương là ra là ok. Vâng, em cảm ơn hai anh nhá. Em chào hai anh. Cứ vượt ra khỏi đi, sau đó cục gương. Ok, nọt rồi đấy. Em Nam xin chào toàn thể các bác nhá. Hiện giờ thì đồng hồ đã điểm 23 giờ đêm rồi. Hiện tại đang có hai anh Trung đến đây để ủng hộ cho em Lam một cặp loa, đó là JBL SR4722X. Đây là dòng loa huyền thoại 4 số của JB Bass 30. Và các bác đã săn đón cũng như là săn tìm rất là nhiều về những cái dòng mà full đơn Bass 30 đời cổ, dòng 4 số nhá. Trong dòng 4 số thì có trước đó có dòng 3 số thùng da. Đấy, và đây là dòng 4 số cao cấp mà nó vẫn thuộc trong những dòng series của vô mặt đất ở 4733X hay là 4732X nha các bạn. Thì ngày hôm nay thì anh cũng đã đến và xem kỹ càng về cặp loa này rồi. Trước khi đón cặp loa này về thì em Nam cũng sẽ test một cái clip để test chất âm để các bác cùng trải nghiệm, cũng như là có một cái kỷ niệm mà trên kênh của em Nam đó nhá. Em Nam sẽ mở một ca khúc nhẹ nhàng thôi, giờ nó cũng đã gần khuya rồi.
chất âm của những cái dòng phun đơn bass 30 thì các bác cũng biết rồi, nó cực kỳ là mềm mại, và cái giải tép thì các bác có thể đeo tai phone vào và nghe những cái tiếng mà tiếng tép của cặp 4722X này phát ra đó nhé. Một trong những cặp loa mà đáng chơi nhất trong dòng bass 30, dòng từ trường, dòng 4 số đó nhé. Bây giờ em Nam xin phép kết thúc video ở đây để anh ra về cho nó sớm đó nhá. Bây giờ cũng hơi muộn rồi. Em Nam xin chân thành cảm ơn toàn thể các bác đã luôn theo dõi, đồng hành tin tưởng Hoàng Nam Audio trong suốt những thời gian vừa qua. Đừng quên ủng hộ em Nam những lượt like, lượt chia sẻ, đặc biệt là những lượt đăng ký kênh để em Nam sớm tròn 11.000 lượt đăng ký kênh. Sẽ có một cái chương trình tri ân đặc biệt, sẽ có những cái phần quà để dành tặng cho toàn thể các bác trong buổi tri ân đặc biệt tròn kỷ niệm 11.000 lượt đăng ký kênh đó nhé. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại toàn thể các bác ở những clip lần sau.